Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi dạo quận 8 đường Hưng Phú nha. Hiện giờ thì mình đang trên cầu Chữ Y nhánh Hưng Phú. Cầu Chữ Y thì được chia làm 3 nhánh. Thì lúc trước nhánh Nguyễn Biểu qua quận 8 được sửa chữa nâng cấp, nên muốn qua quận 8 phải đi cầu Tạm. Thì cầu Tạm này được xây ở đường Trần Tuấn Khải, quận 5, gần chợ Hòa Bình, nối Hàm Tử. Đây là đại lộ Võ Văn Kiệt tới Hưng Phú. Chút nữa mình sẽ chạy ngang qua chỗ cầu Tạm ngày xưa nha. Hiện giờ là khoảng 10 giờ sáng, trời đang chuyển mưa nên rất là âm u. Cơm trưa bình dân 20.000. Thì ở Sài Gòn á, cơm trưa dao động từ 20 tới 30.000 một phần. Cơm tấm cũng, cơm buổi sáng cơm tấm cũng vậy. Bây giờ mình sẽ quẹo vô cái khu cầu Tạm ngày xưa cho các bạn thấy nha. Wow, ở đây khác với bên ngoài Hưng Phú quá, giống như đường vào thôn vậy. Mấy hôm nay trời mưa cho nên đường còn hơi ẩm ướt. Trong đây là đường đất nên rất là nhiều ổ gà, làm máy quay của mình bị giật, mọi người thông cảm nha. Ở cái khúc này là cái chỗ cầu Tạm bắc qua nè. Phía trước hình như đang chở tấm kiến hả ta? Không, hình như là tấm nhựa. Ồ, hai anh này giỏi thiệt chứ. May là đường này không có công an các bạn, chứ nếu có cảnh sát giao thông đó là hai anh này bị bắt nãy giờ rồi. Đường này á, nếu mà đi tới cuối đường á là cầu Trà Bà, nó thông ra chợ lớn. Thường á thì mình thường hay đi đường Hưng Phú để qua chợ lớn, vì đường này á ít khi mà kẹt xe vào giờ cao điểm lắm. Đường này có bộ có nhiều người chở hàng quá ha. Góc phía trước của mình là đoạn giữa ở cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Chánh Hưng. Bên tay trái, nếu mà mình về tay trái là qua cầu Chánh Hưng đi thông qua quận 7. Còn bên phải là cầu Nguyễn Tri Phương trở về quận 5. Bây giờ mình sẽ đi thẳng tiếp. Thank you.
trước mặt của mình là góc đường giả tưởng các bạn. Phía trước mình đó là chợ sống củi nha các bạn, mình sẽ vòng vô đó cho các bạn tham quan nha. Mặt ngoài của chợ thì chủ yếu là bán trái cây, bây giờ mình sẽ quẹo vào trong chợ. Mình vừa chạy xe vừa quay nên chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, mọi người thông cảm cho mình nha. Hôm nào mình sẽ quay lại cảnh sinh hoạt trong chợ một lần nữa. Cuối chợ là ra, đi ra cầu Trà Và qua bên quận 5 nha các bạn. Video clip của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, like, share và comment để ủng hộ mình làm tiếp clip nha. Cảm ơn cả nhà.